Mày ngồi đây, uống đi con. Rồi, vô mẹ. Mẹ khổ tâm quá. Mẹ có hai đứa con, vừa đẹp đẽ, vừa tài giỏi, mà sao lại không may mắn thế nhỉ? Cả hai chị em cùng lỡ giờ. Mẹ cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Hay là vấn đề ở mẹ? Mẹ nghĩ thế là đúng rồi đấy. Cái gì? Thôi, đùa. Nói chung là phần con ấy thì không cần nói đi nữa. 100% là lỗi do con mù mắt rồi. Nhưng mà chuyện thằng Đức Anh bỏ vợ thì con nói thật, mẹ không thoát nổi trách nhiệm này đâu. Cái lỗi của mẹ không phải là từng này nhá. Không phải 100% thì cũng phải già nữa. Còn có ở nhà đâu mà con biết. Mẹ chiều chuộng vợ chồng nó từng ly từng tí một. Mẹ coi cái Hân không khác gì con gái cả. No, no, no. Con nói thật, con ấy là con không ưng với tất cả những bà mẹ chồng nào mà nói là coi con dâu như là con gái nhá. Nhưng mà mẹ đừng có mà sao đê. Con rảnh ăn nói với mẹ thế đấy à? Thì mẹ thấy con nói đúng quá, mẹ đánh con. Mẹ mà coi cái Hân như là con ý thì mẹ đã không hành nó rồi. Thằng Đức Anh là con mẹ chứ nó có phải con cái Hân đâu mà mẹ cứ bắt nó chăm. Thế lấy vợ về làm gì? Lấy vợ về để chăm sóc cho mình chứ để mà mẹ nhá. Mẹ nghĩ lại sao ngày xưa nhá, lúc con kể với mẹ là lão xa lão ấy bắt con dậy sớm nấu ăn rồi xong rồi mẹ mắng chả mắng lão rồi trời. Mẹ bảo là con gái tôi nuôi nó tôi hầu nó tận miệng, thế mà mày đi lấy chồng sao phải khổ thế, thế thì đừng lấy cho xong. Mẹ nói thế còn gì? Thì mẹ quên à? Tự dưng lại so sánh thằng Sa với thằng Đức Anh, bỉ phấn với cả Vôi. Vâng, con của mẹ nó là ngọc là ngà, còn người ta không phải là vàng bạc kim cương à? Con may là không phải sống mẹ chồng như mẹ. Nói thật, ở với mẹ chắc ly dị từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới ly dị đâu. Uống ít thôi. Thì thằng Đức Anh nó cũng trách mẹ à? Không, đời nào cục cưng của mẹ dám trách mẹ. Mà ấy, nó cũng có nói thế, nếu mà bây giờ mà có một cái cỗ máy thời gian, nếu mà có thì em sẽ quay ngược lại thời gian, em gặp thằng Đức Anh em sẽ nói với nó là này, mày đừng có mà lờ đi, đừng có mà lờ việc mẹ với Hân đi. Mẹ phải phải làm sao? Chịu, ôi nó ngất rồi. Mà buồn cười cực nhá. Nghĩ đến cái mặt thằng ấy con buồn cười. Thằng ấy đúng thằng đần, đúng là con trai mẹ. Nó tưởng tượng nó là Nobita, thế xong rồi là có Doraemon, cỗ máy thời gian. Trời ơi, nghe là buồn cười, ơi là buồn cười. Ôi giời ơi, cái thằng ấy nó tưởng tượng. Thế nhưng mà con nói thật, sao con thấy cái mặt thằng ấy nó cũng giống thằng Nobita ấy nhỉ? Nhiều lúc nó cứ ngu ngu á. Nói em thế,
Mà con Hân thì cũng giống Suka phết ấy.